Xin chào các bạn, cái túi của mình sẽ phải có bài tập như hình bên này nhé. Như tập này nó không có khó đâu các bạn nhé. AutoCAD chúng ta hình dung cái hướng muốn vẽ, mình sẽ vẽ cái vòng kép, cái vòng tròn này nhé các bạn. Ok. Rồi đó các bạn theo dõi nhé. Ok, nó sẽ vẽ một cái vòng tròn bên ngoài này. Rồi đó, chúng ta sẽ vẽ cái vòng tròn, chúng ta vẽ một cái đường ở đây, chúng ta vẽ cái vành này. Vành mà chúng ta làm cái phần giống như mấy cái khía vậy các bạn, mình biết gọi là cái gì nữa đó. Cái đó cái vòng ngoài phi 80 đó, quan sát vừa vẽ nha các bạn ha. Ok. Rồi đó các bạn. Đó, mình sẽ vẽ một cái đường ngoài này nhé. Ok, đã offset nó ra nha các bạn ha. Rồi đó, ta chim đi, cắt bỏ đi. Cái này nói chung thì nó cũng không có khó các bạn. Rồi, ok. Đó, chúng ta vẽ cái đường này xong nó sẽ button nó ra thôi, chim không sẽ button nó ra. Ok, nói chung là bài này thì nó không có khó. Rồi, button nó ra 7 cái nha các bạn. Rồi, xong nữa. 7 cái. Rồi chúng ta sẽ vẽ tiếp các đường nó tiếp theo, chúng ta quan sát cái phần mẫu nhé, nó có số liệu đó. Rồi ok. Chúng ta chim bớt đi. Ok. Rồi đó các bạn, chúng ta phải tiếp tục các bạn có phần cái bên ta quan sát. Rồi ok. Đó mình vẽ ra, giờ mình lấy số liệu mình đo nhé. Tại vì lúc mình đừng có thức mình điền chưa đủ mình quên nhé các bạn. Đây là 18 rồi nhé. Rồi ok. Nói mình vẽ theo như vậy nhé. Đó mình làm lấy dấu để làm cái đường tâm tròn nhé các bạn. Rồi ok nhé. Ok. Chúng ta vẽ tiếp nhé các bạn. Xem có làm thiếu gì nữa không? Cái này là đường nét đậm nhé. Đừng có cơ bản nhé. Ok. Nhớ là vẽ những cái đường tròn xung quanh cho nó nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ vẽ tiếp. Nó cầm chúng ta kéo cái đường này là cái đường 445 độ nhé. Rồi ok. Đó. Ok, nó làm này nó không có khó nhập là 4, nó chỉ là 4 pattern. Cái này còn là cái gì array là 4 nhé. Mình khác nó gọi là 3 pattern, cái này dùng tên là array. Ok, các bạn kéo lại nhé. Rồi ok, đó chúng ta kéo nó lại. Rồi mình sẽ suy vẽ hai cái vòng tròn, mình sẽ bắt đầu mình vẽ cái cung gì cho nó có một cái tuyến, và vẽ đường tròn tiếp tuyến là nhập cái chị đó vô nhá. Hai tiếp tuyến, hai đường tròn mà nhập cái chị nó vô. Tuyến ở đâu chúng ta kích chọn cái phần mặt thẳng đó nha các bạn. Rồi ok, xong rồi ta bấm chim đi thôi. Rồi bỏ đi rồi ok. Rồi nên mà sẽ offset cho nó. Cái bài này nói chung nó cũng không có khó đâu. Rồi ok, nó mà này nó cũng không khó đâu, nó cứ xé làm ta fillet nó lại thôi nhé. Rồi đó. Pattern nó ra xong rồi chúng ta di chuyển cho một số cái này. Rồi ok. Đó. Chúng ta offset nó vô thôi, có cái giá trị offset là 220 nha các bạn. Chúng ta fillet cho nó. Đó, chúng ta fillet nó lại. Rồi ok, đó nó sẽ tạo fillet lại cho nó mất mấy cái đường dao đi. Có chim cũng được, chim đi ha. Rồi đó. Đó giờ chúng ta sẽ fillet nó lại thôi. Bài này mấy cái bài này chung là nó cũng không khó đâu, các bạn vẽ theo bình là được. Theo bình hay là các bạn vừa vẽ các bạn vừa suy ngẫm nha các bạn ha. Rồi ok. Rồi đó các bạn. Rồi ok chưa đó, fillet cho các cạnh còn lại nữa. Bạn này nó không có khó đâu các bạn nhé, may mình người mình nó hơi mệt một tí mà các bạn không cảm nhé. Đó, vậy là chúng ta gần như hoàn thành đó các bạn, chúng ta còn fillet vài đường là xong các bạn. Tập hôm nay thì nói chung là cũng dễ các bạn ha. Rồi các bạn hãy tâm thức của mình nhé, nếu thấy hay ủng hộ cho mình nha các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, fillet là xong, quan sát kết quả này các bạn, nên kích thước thêm đường nữa thì tùy với các bạn nhé. Rồi ok.